Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 vừa qua, trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 tại Thanh Hóa, tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, sẻ chia tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hội. Đây không chỉ là nguồn sức mạnh giúp Thanh Hóa vượt qua khó khăn thách thức phát triển kinh tế xã hội mà còn góp phần chung tay cùng đồng bào cả nước chống dịch COVID-19. Trong hành trình chống dịch 2 năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã làm tốt vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết tương thân tương ái của các tầng lớp nhân dân cùng chung sức đồng lòng chống dịch. Qua đó đã tạo nên sức mạnh tinh thần và huy động được nguồn lực vật chất to lớn đáp ứng yêu cầu của công tác phòng chống dịch COVID-19. Đến nay, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tiếp nhận tiền hàng ủng hộ với tổng trị giá trên 914 tỷ đồng. Đây là mức vận động ủng hộ cao nhất từ trước đến nay và đứng thứ 3 trong số các tỉnh thành phố cả nước. Hàng triệu bộ kit test nhanh, hàng chục phòng xét nghiệm PCR, hàng triệu khẩu trang y tế cùng số lượng lớn các loại trang thiết bị, hóa chất, vật tư y tế đã được các doanh nghiệp, tổ chức, người dân quyên tặng. Từ nguồn tiền và hàng vận động được đã hỗ trợ cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch, các bệnh viện, khu cách ly, những hộ dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, xin trân trọng cảm ơn những tấm lòng, tình cảm, nghĩa cử cao đẹp của nhân dân, các dân tộc trong tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp đã đồng tâm, hiệp lực, chia sẻ trách nhiệm, tích cực ủng hộ cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn của tỉnh ta. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, với vai trò trách nhiệm của mình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của nhân dân, các dân tộc trong tỉnh, của cộng đồng doanh nghiệp, huy động các cái nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tiếp tục triển khai nhiều mô hình có hiệu quả để hỗ trợ người dân, chia sẻ trách nhiệm, giúp đỡ những người gặp khó khăn hơn trong đại dịch COVID-19, tạo nên một cái truyền thống, một sức mạnh đoàn kết để chúng ta quyết tâm cùng với đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn của tỉnh ta trong năm 2022. Cuộc chiến chống dịch COVID-19 vẫn chưa dừng lại và còn nhiều gian nan thử thách. Nhưng với kinh nghiệm tích lũy được trong 2 năm qua, với nguồn sức mạnh to lớn từ khối đại đoàn kết toàn dân, cùng với nỗ lực và quyết tâm cao nhất, Thanh Hóa có niềm tin vững chắc cho thắng lợi sau cùng trong cuộc chiến này, vì bình an hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển của tỉnh trên con đường hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng. Trong bối cảnh dịch COVID-19 có dấu hiệu lây lan nhanh trên địa bàn, để thích ứng an toàn, linh hoạt, huyện Thạch Thành đã áp dụng nhiều quy định mới về phòng chống dịch trong hoạt động hành chính và kinh doanh, dịch vụ. Từ trung tuần tháng 12 đến nay, huyện Thạch Thành đã ghi nhận hơn 100 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Các ca bệnh xuất hiện tại doanh nghiệp và nhiều khu dân cư. Huyện Thạch Thành đã nhanh chóng cho vận hành cơ sở thu dung điều trị COVID-19 số 2 tại xã Thành Tâm với quy mô 200 giường bệnh để đáp ứng công tác phòng chống dịch, đảm bảo kiểm soát lây nhiễm. Cùng với đó, huyện đã áp dụng nhiều quy định phòng chống dịch mới như yêu cầu hạn chế số người tham gia các hoạt động tập trung không quá 50 người cùng thời điểm. Việc tổ chức đám cưới đám tang chỉ trong nội bộ gia đình và cũng hạn chế số người tham gia. Người tham gia phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 và có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ như nhà hàng, quán ăn, uống, khách sạn, cơ sở tham quan dịch vụ, cắt tóc gội đầu, làm đẹp không hoạt động quá 50% công suất. Công tác kiểm tra giám sát ở địa phương thì từ ban chỉ đạo cấp xã rồi các cái tổ giám sát của thôn, khu phố sẽ thực hiện chặt chẽ cái việc giám sát này và xử lý theo quy định về các cái hành vi vi phạm. Hiện nay các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng liên tục xuất hiện tại huyện Thạch Thành, nhiều ca bệnh chưa xác định được nguồn lây. Do đó, lực lượng chức năng huyện Thạch Thành đang tăng cường kiểm tra, giám sát, kết hợp tuyên truyền để người dân tự giác chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân gia đình, vừa góp sức vào công tác phòng chống dịch của địa phương. Chỉ còn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, hiện các làng nghề trong tỉnh đang tập trung nguyên nhiên liệu, lực lượng để sản xuất hàng hóa phục vụ nhu cầu mặt hàng truyền thống cho người tiêu dùng. Thanh Hóa hiện có 118 làng nghề, trong đó có khoảng 20 làng nghề truyền thống sản xuất các mặt hàng chuyên phục vụ Tết như nghề làm hương quán giò, nghề hàng mã mật sơn. Mặc dù ảnh hưởng không nhỏ của dịch COVID-19, thế nhưng các hộ sản xuất ở các làng nghề đều chủ động nguồn nguyên liệu,
và tập trung lao động để sản xuất. Ngoài các đơn hàng đã được thương lái đặt trước, các hộ đều sản xuất thêm để phục vụ khách mua lẻ. Được công nhận là làng nghề của Mật Sơn chúng tôi thì chúng tôi được thuận lợi là nó là như người quảng cáo nghề cho chúng tôi. Chính vì lẽ đó mà các hộ ở rất xa họ cũng biết đến. Làng nghề của chúng tôi là được phát triển nhiều, khách đến rất đông từ xa, kể cả người rất lạ họ cũng tìm đến để họ tìm đến làng nghề này để họ đặt hàng. Cái đấy là cái thuận lợi cho những gia đình sản xuất, các hộ sản xuất như chúng tôi. Sản phẩm của các làng nghề truyền thống không chỉ đơn thuần là những mặt hàng phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người dân, mà còn chứa đựng những giá trị văn hóa truyền thống, mang thêm hương xuân, vị Tết đến với mọi nhà. Có lẽ đây chính là điều đã tạo nên sức sống trường tồn cho các làng nghề truyền thống tại thành phố Thanh Hóa trong dòng chảy của thời gian. Thời điểm này, lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh Thanh Hóa đang tăng cường tuần tra kiểm soát, mở các đợt cao điểm để ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đi xe máy lạng lách đánh võng, vi phạm trật tự an toàn giao thông liên tục diễn ra tại một số khu vực ở thành phố Thanh Hóa và các vùng lân cận. Thậm chí các đối tượng còn tụ tập để tổ chức đi xe dàn hàng, bốc đầu, chạy tốc độ cao, cố tình chống đối, cản trở lực lượng thi hành công vụ. Nắm được tình hình, lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng phương tiện, thiết bị, nghiệp vụ và sử dụng linh hoạt các biện pháp, chiến thuật để ra quân đấu tranh ngăn chặn, xử lý. Tính từ ngày 28 tháng 9 năm 2021 đến ngày 28 tháng 12 năm 2021, tiểu đoàn cảnh sát cơ động thuộc phòng cảnh sát cơ động đã phối hợp với các lực lượng phát hiện, bắt giữ, xử lý 325 trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Thực hiện kế hoạch 350 của giám đốc công an tỉnh về cao điểm tuần tra vũ trang, đấu tranh phòng chống tội phạm, xử lý các đối tượng lạng lách đánh võng, đua xe trái phép. Phòng cảnh sát cơ động chúng tôi đã chủ động cái phương án phối hợp với công an các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. Chúng ta đưa ra nhiều cái giải pháp tối ưu, đặc biệt là cái công tác nắm tình hình, theo dõi, ghi hình đến tận nhà các đối tượng để xử lý. Dự báo trong thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe lạng lách đánh võng có thể sẽ diễn biến phức tạp. Do đó, lực lượng cảnh sát cơ động đã xây dựng sẵn sàng phương án để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, người dân khi phát hiện các đối tượng có các biểu hiện tụ tập đua xe lạng lách đánh võng có thể thông báo đến cơ quan công an qua số điện thoại đường dây nóng 0373 725 725. Bản tin 18:30 xin được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Để giải cứu trái cây xuất khẩu đang ùn tắc tại các cửa khẩu, mới đây Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Lạng Sơn đã đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, Công ty Cổ phần Công nghệ Cucu.vn triển khai hỗ trợ doanh nghiệp cách đưa mặt hàng nông sản lên cửa hàng số của các sàn thương mại điện tử lạngsơn.voso.vn, lạngsơn.postmark.vn, cucu.vn, tiêu thụ phân phối sản phẩm nông sản trong và ngoài tỉnh. Kết quả, chỉ trong 2 ngày 30 và 31 tháng 12, các sàn thương mại điện tử đã hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản tiêu thụ được hơn 200 tấn nông sản, trong đó chủ yếu là thanh long, dưa hấu, xoài. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán, lực lượng công an tỉnh Bắc Giang đã bắt quả tang xe ô tô tải mang biển kiểm soát 19C-12427 do Nguyễn Xuân N điều khiển, đang dừng đỗ để vận chuyển hơn 1 tấn lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi xuống cơ sở giết mổ của Nguyễn Văn Hát, trú tại thôn Nguyên, xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Hát về hành vi mua bán động vật mắc bệnh, sản phẩm động vật mang mầm bệnh thuộc danh mục động vật phải công bố dịch. Phòng Cảnh sát Môi trường đã tiến hành bàn giao hồ sơ cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Giang để xử lý theo quy định, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số động vật mắc bệnh trên nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng. Mới đây, lực lượng chức năng thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tuần tra phát hiện xe tải biển kiểm soát 51C-22645 do tài xế PVU, 47 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, điều khiển, đang vận chuyển gần 1 tấn sản phẩm động vật da, mỡ bò đi tiêu thụ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định số sản phẩm động vật nói trên đã bốc mùi hôi thối, tài xế U không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến nguồn gốc số sản phẩm này. Trước những dấu hiệu vi phạm trên, lực lượng chức năng thành phố Biên Hòa đã lập biên bản xử lý đối với tài xế PVU theo quy định, đồng thời tịch thu và giao toàn bộ số sản phẩm động vật này cho trạm thú y Biên Hòa để tiêu hủy.
Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18:30 tại địa chỉ website truyenhinhthanhoa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18:30 ttv@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888253636. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.